Đó, bắt đầu lên cái đường đi qua biên giới rồi nè các bạn. Bây giờ đang trên đường qua biên giới Lào đấy. À, các bạn thấy có cái biển rồi nè. Khu vực biên giới border area gì đây. Ủa, phía trước có công an nữa mấy chơi. Làm sao được vượt biên được ngon lành đợt này coi. Một đống hàng lậu luôn các bạn ơi. Cái này mà bị bắt cái là chết luôn đấy. Lên luôn, lên luôn, lên luôn, lên luôn. Rồi, thêm cha nội công an phía trước nữa. Chắc không phải vượt qua nó các bạn. Vượt qua nó để cho chắc ăn. Rồi. Ôi, chết. Rồi. Tôi đụng công an luôn rồi. Hey, ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái tựa game ETS 2. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trải nghiệm cái series Hành Trình Bắc Nam với cái tập bonus. Ok, thì hôm nay mình sẽ trải nghiệm con xe Chen Long Hải Âu. Đó, biển số quen thuộc của chúng ta 65C21029. Đó là biển số xe nhà tôi. Đấy. Và hôm nay tôi đang ở một trong những cái địa phận khá là bí ẩn, đó là ở một cái đập thủy điện ở Điện Biên Phủ. Thì các bạn nào biết đập thủy điện nào ở Điện Biên Phủ thì các bạn comment phía dưới nha. Mình không nói tên đâu, tại mình hôm nay các bạn mình vận chuyển hàng lậu các bạn. Đấy. Đó là mình sẽ vận chuyển hàng lậu đi qua bên bên Lào, qua biên giới Lào, qua đường biên giới cái cổng biên giới Tây Trang vậy đó các bạn. Đó, mình sẽ đi bằng cái chiếc này và vận chuyển cái thùng hàng phía sau toàn là hàng lậu thôi các bạn. Và bây giờ mình với các bạn sẽ đi vô lấy hàng trước. Ok, bây giờ mình đề máy lên nhá. Đấy, máy được lên đấy. Ok, để mình ve lại để mình đụng mấy thằng ông nội công nhân rồi nè. Rồi, ok, nhóng lên. Rồi, chạy lên. Bây giờ mình sẽ chạy vô mình lấy hàng nhá. Bữa nay vận chuyển hàng lậu nên là đi phải cẩn thận một tí các bạn, không là công an bắt chết. Ok, đứng ở đây để lấy hàng nè. Rồi, chở hàng hóa nè. Để mình coi hàng nào lên Tây Trang nè. Đây các bạn, đây. Ok, lấy hàng. Rồi, mình sẽ chạy vô trong mình lấy hàng nha. Em phải tắt cái đèn đó coi. Hàng nằm đâu. Rồi, ok, mình thấy rồi. Đây, mình sẽ ve cái xe vô cái chỗ này các bạn. Cái chỗ cái bảng nè. Đó, mình sẽ lùi xe vô trong cái bảng này để mình cho công nhân nó chắc hàng lên. Rồi, quay đầu xe lại. Đó. Rồi, bây giờ mình đang sẽ lùi vô trong đó để cho công nhân nó chắc cái hàng, gọi là hàng lậu lên các bạn. Nghe vô từ từ thôi. Rồi, bò vô. Đó, công nhân nó ngồi nó đợi mình sẵn rồi các bạn. Lùi đít vô. Rồi, sửa thẳng xe rồi các bạn. Ok, ngon rồi đấy. Rồi, tắt máy để cho nó chắc hàng lên các bạn. Enter. Rồi, mình hiện tại là 10 giờ, nó chắc hàng lên có 19 phút à. Chưa được 20 phút nữa các bạn. Rồi, hàng mình đã bắt đầu được bỏ lên rồi đấy. Và bây giờ mình các bạn sẽ vận chuyển hàng này đi qua Điện Biên luôn nè. Để chúng ta lên trên cái khu vực này. Ủa, cái này nó đâu tới là Điện Biên, tới biên giới đâu ta. Cả các bạn sẽ vận chuyển lên đây rồi mình sẽ cùng các bạn đi lên trên biên giới, cái đường biên giới Tây Trang lên cho các bạn xem nhá. Ok, đi được các bạn. Let's go.
Ok, này chúng ta sẽ vận chuyển hàng qua biên giới luôn nha. Qua biên giới Lào luôn các bạn. Chở hàng lậu bữa nay là phải đi cẩn thận. Đó, các bạn thấy cái chỗ mình hiện tại không? Đang ở trong một cái đập thủy điện ở Điện Biên các bạn. Chắc là vắng bóng người. Xuống đường lộ hồi có công an nữa. Sợ hồi công an nó bắt tôi chết luôn ấy. Cái đường nó nhỏ các bạn, nhìn chó con mèo được kìa. À quên giới thiệu, đây có con ghệ của tôi các bạn nhá. Đây quên có con ghệ đi theo đó mà tôi quên giới thiệu các bạn đó. Nãy giờ lo nói về xe rồi hàng lậu rồi các kiểu không, quên giới thiệu con ghệ. Đấy, bạn nào mà thích con ghệ này tôi làm mai cho nhá. Đấy, con ghệ đi nó đỡ buồn các bạn. Để bình thường mình lái xe mình đi mình lên ngoài buồn chết đi được. Đường nhỏ quá. Quá nhồi luôn em ơi. Ui con này nó có cái cua gì hơi bị gắt luôn nha. Cái cua này rất là gắt nè. Ôm gọng ra. Đổ xuống. Rồi. Đó, vậy đó nó mới xuống đó các bạn. Các bạn ôm hẹp hẹp là coi chừng cái đít mà nó dính vô cái vách núi đó luôn. Mở miếng đèn nha. Tối quá. Rồi xuống luôn. Ơ, chỗ này cái xe nó đang bị gặp vấn đề các bạn ơi. À có chiếc xe này nó kéo lên các bạn. Vãi cả nồi à. Rồi không sao cả. Ok. Chuyển hướng sang trái. Rồi chuyển hướng sang trái nha các bạn. Rẽ trái. À, chết. Mình đi nhầm bên rồi. Về lại tí. Ok. Rồi ra bên này mới đúng nè. Rồi. Như vậy là mình đã xuống đường rồi đó các bạn. Cái đường này đi từ bên Sơn La qua ấy, đi đường đèo Pha Đin rồi qua thị trấn Tuần Giáo này nọ rồi ấy, thì nó qua bên này. Đây là cầu gì đây? Cầu nó nhan gì đây. Ok, let's go. Cái đường này đi cái mà các bạn đi một tí nữa thì nó sẽ vào cái trung tâm Điện Biên. Ủa, ở đây nó có một cái tượng đài kéo pháo nè các bạn, chiến thắng Điện Biên Phủ. Cái đường này thì hôm trước mình có đi một lần rồi, nếu các bạn nào có xem cái clip mà mình đi về Điện Biên Phủ khám phá đèo Pha Đin này rồi đấy thì các bạn đã xem mình đi cái đoạn này rồi. Nhưng mà các bạn chưa xem mình đi cái đoạn từ Điện Biên qua bên Lào các bạn. Thì hôm nay mình các bạn sẽ cùng đi qua đó. Xém đụng quỷ kia rồi. Wow, bữa nay trời nắng đẹp phải chưởng luôn. Hôm nay trời nắng quá đẹp luôn các bạn. Rồi, chúng ta đã bắt đầu vào thành phố Điện Biên Phủ rồi nè. Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đấy. Vào địa phận của Điện Biên rồi đấy. Tại Bùng Binh, đi theo lối thứ nhất. Ui công an. Rời đường ngay. Chết. Sao tự nhiên mình chạy gần công an chứ vậy? Nó công an đâu đây nữa vậy trời. Đang đi vận chuyển hàng lậu mà gặp công an nữa mấy cha. Bình thường thôi, mình chạy bình tĩnh thôi. Để mà công an nó bắt chết đấy. Ôi. Nó gặp xe mà gọi là chạy có gì khả nghi là nó bắt chết đấy các bạn. Nên mình phải cố gắng chạy cẩn thận vô. Rồi nó chạy hút luôn các bạn ơi.
thẳng. Rồi, đi thẳng luôn, đi thẳng luôn. Kìa, nó phía trước mình kìa các bạn ơi. Nó nè, ủa con ma nè các bạn ơi. Chạy cẩn thận nha, để không nó biết phát hiện ấy. Tại bùng binh đi theo đối hướng này. Rồi, xong phiên. Rồi, nó bắt mình. Rồi, luôn rồi. Nó phạt tiền. À, cái này phạt tiền bắn tốc độ đó. Ui. À, tại nãy mình chạy nhanh rồi các bạn ơi. Hên quá. Trời ơi, tụi nó bắt mình kiểm tra hàng lậu chứ. Xém dính rồi. Không sao, không sao, không sao. Trời ơi. Hú hồn hết mấy không? Rời đường ngay. Ok, nó chỉ phạt tốc độ thôi. Mình bắn tốc độ thôi. Thôi, để mình chạy lại đi. Nó còn ngược theo mình nữa kìa. Có khi nào nó kiểm tra hàng mình không ta? Đi thẳng. Ơ à. Gọi luôn rồi. Thôi xong rồi, nó kiểm tra hoài vậy. Có sao không ra, có gì không đồng chí ơi? À, chỉ là chạy chậm chậm thôi hả? Rồi, ok. Chạy chậm nữa mà, chạy nhanh quá rồi nó phạt mình nữa đấy. Ok, mình né né nó ra đi các bạn ơi. Chạy gần mấy con ma này rung hết. Sợ nó bắt chết vậy. Bây giờ nó chỉ kêu mình để nhắc nhở mình thôi. Chứ sao đâu. Nó đâu có biết hàng mình chở gì các bạn. Chắc mình phải tấp vào để mình cho con ma nó chạy trước đi các bạn ơi. Nó chạy gần mình ghê quá à. Để tập vào một tí để cho nó qua mặt đi. Với lại là cái chỗ phía trước mình nó có chỗ dừng dừng nghỉ rồi các bạn. Nhưng mà thôi, mình sẽ chạy lên trên cái biên giới Tây Trang, cái đường biên giới Tây Trang này luôn. Đó. Chuyến đi bắt đầu. Chạy xa xa đi mấy ông ơi. Chạy gần nó ghê quá. Ơi bạn ơi. Ô đâu lạng lạng tới vậy. Mình nhanh ra rồi mà. Đó, ui, con chiếc xe chạy trước mình nữa kìa. Nó đỡ. Ui, nhiều xe đi biên giới dữ vậy ta. Mấy xe này nó đi qua biên giới nè. Đó, cái đường đi qua biên giới các bạn thấy không? Rất là nhỏ luôn. Hai bên là cánh đồng rồi các kiểu nè. Một tí mình còn vượt qua một cái núi nữa các bạn. Cái núi đó nó kiểu như là ranh giới giữa hai nước Việt Nam và Lào vậy đấy. Đoạn này nó đang sửa chữa. Ui, vô đây đoạn nó còn nhỏ hơn nữa mấy ông ơi. Ây da, 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 da. Trời ơi, lo nói với mấy ông không, tao đụng vô cái cây cột này luôn rồi. Cái đường này nó còn nhỏ hơn nữa nè. Từ 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 từ, tôi ghe lại tí coi. Rồi, nhóng lên. Cái đường nó còn nhỏ hơn nè, cái đoạn này đang xây dựng nữa nè. Rồi, ok. Thôi, cái đường nó nhỏ rồi nè mấy ông. Đường vầy mà toàn xe container chạy không nó mới ghê chứ. Một tí mình chuẩn bị có cái đường lên núi rồi đó các bạn. Chắc mình phải qua mặt này luôn á. Mặc dù đường hơi nhỏ tí nhưng mà thôi mình cũng phải qua. Hù, cái đường nhỏ xíu luôn mấy ông ơi. Cái đường là đi phê thật luôn ấy. Chỗ này cái cầu gì nữa nè. Cầu Ba Năm, cầu Ba Nam gì nè. Ui, phía trước có biết chiếc xe. Chiếc xe đầu kéo nó vận chuyển mấy chiếc xe đi qua biên giới đó kìa. Xe này chắc nhập khẩu từ Việt Nam qua Lào á. Ui, công an còn luôn gì kìa. Ui, phía trước mình còn công an kìa các bạn ơi. Ghê quá à.
Nó bắt đầu lên cái đường đi qua biên giới rồi nè các bạn. Bây giờ đang trên đường qua biên giới Lào đấy. À, các bạn thấy có cái biển rồi nè. Khu vực biên giới border area gì đây. Ui, phía trước có công an nữa trời. Còn sao được vượt biên được ngon lành được này coi. Một đống hàng lậu luôn các bạn ơi. Cái này mà bị bắt cái là chết luôn đấy. Lên luôn, lên luôn, lên luôn, lên luôn. Rồi thêm cho nội công an phía trước nữa. Chắc mình phải vượt qua nó đó các bạn. Vượt qua nó để cho chắc ăn. Rồi. Ôi chết 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 chết. Rồi. Tôi đụng công an luôn rồi. Ui không sao không sao. Chạy luôn các bạn ơi. Ôi không nhìn xe tôi đụng luôn công an luôn rồi. Rồi công an dính vào bụi cỏ luôn các bạn. Thôi thôi mình chạy thôi các bạn ơi. Ui đã vận chuyển hàng lậu mà gặp công an còn đụng công an nữa mấy cha ơi. Không biết có sao không. Phải chạy nhanh lên mới được. Ồ đem không công an không gượt chết luôn ấy. Chạy ra các bạn ơi. Tranh thủ dọn. Cái đường qua biên giới nó nhỏ xíu rồi các bạn ơi. Coi chừng công an nha bạn ơi. Ui qua lẹ. Chạy nhanh không ơi công an gượt bắt tôi chết. Không biết là nó thấy cái biển số xe tôi chưa. Chơi đụng công an luôn mấy cha. Cái núi này mình cũng không rõ là núi nó tên gì, nhưng mà cái núi này nó là đường biên giới luôn ấy, để qua Lào Việt Nam. Chạy lẹ lên, không có công an bắt. Càng ngày càng lên cao rồi đó các bạn. Nó gượt theo mình hai lần xong lên tới biên giới mình đụng nó luôn các bạn. Vãi nồi văn chơi đụng lộn với công an luôn. Lên luôn. Cái dốc lên căng dữ vậy ta. Rồi ok. Ta lên được tới cửa khẩu Tây Trang biên giới Việt Lào nè các bạn. Ok, quá trời xe khách luôn. À lộn, quá trời xe tải luôn. Hình như đang kẹt xe ở đây thì phải. Đang kẹt ở đây rồi mà để mình vượt đoạn này luôn. Có xe khách nữa nè. Quay đầu lại. Ok, nó có cái chỗ mà để kiểm tra hàng rồi nữa kìa các bạn. Ở đây nè. Để cho xe lên căng đồ hay sao ấy. Này nhưng xe muốn qua đây là phải qua cái cổng này nè. Để nó kiểm duyệt các bạn. Đó qua đây là bắt đầu qua biên giới rồi nè. Đó. Xin tớ. Đó. Còn sẽ dừng nó cho nó kiểm tra hàng các bạn. Vận chuyển hàng lậu mà dừng cho nó kiểm tra. Thôi hiện tại thì cái map nó chỉ mới làm tới đây thôi các bạn. Và chưa làm được qua tới Lào. Đó thì khi nào làm mình sẽ chạy tiếp cho các bạn xem.
Đó, chắc mình cũng sẽ kết thúc video ở đây. Và nếu các bạn nào thấy video này của mình hay thì đừng quên để lại cho mình một like. Còn bạn nào mà chưa ấn đăng ký cho kênh của mình thì đừng quên ấn đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình nha. Và các bạn muốn mình làm tiếp cái series hành trình Bắc Nam thì các bạn đừng quên share livestream, nói chung là cày view rồi các kiểu để cho view cao để mình có động lực làm thêm nhiều video hơn cho các bạn xem. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này và chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah. Hello các bạn, nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, đừng quên bấm vào chữ đăng ký màu đỏ ở phía dưới. Và các bạn đừng quên bấm vào cái chuông để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Nếu các bạn muốn xem live stream của mình hoặc cập nhật những thông tin mới nhất về mình thì các bạn đừng quên truy cập vào fanpage Nguyễn Quý Gamer, bấm thích và theo dõi nữa nha.